Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thiếu Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo Arup uy tín chất lượng ở trên hai nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái thông tin rất là vui liên quan đến cái dự án Madonzili Network. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ khai thác cái đồng MLD. Kèo này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách đây 1 năm, và cái thông tin mà ở cái video đầu tiên mình chia sẻ đến cho các bạn đó là dự án sẽ cho chúng ta khai thác đúng 12 tháng, và cho đến giờ phút này thì gần được 12 tháng rồi các bạn nhé. Và cái tổng cung của cái con MRD này thì là 500 triệu của đồng MRD đó. Thì đây là cái thông tin nhanh để là mình cung cấp cho các bạn. Thì ở cái video này thì mình cung cấp cho các bạn một cái thông tin vui chính thức được công bố ở trên trang Twitter chính thức của dự án các bạn nhé. Thì từ cái app khai thác của các bạn thì các bạn có thể là vào cái trang các cái trang mạng xã hội, các cái kênh truyền thông của dự án để các bạn có thể là tiện xem các cái thông tin. Trang Mondogini Network thì đã có cái tick xanh các bạn nhé, và có 125.670 người đang theo dõi cái dự án này. Và ở đây thì hãy tham gia cộng đồng Mandolini và bắt đầu khai thác tiền kỹ thuật số Mando, viết tắt là MLD, miễn phí ngay hôm nay và tải xuống Android cũng như App Store. Thì cái ứng dụng này thì nó có cả trên hai hệ điều hành Android cũng như là iOS các bạn nhé. Thì những bạn nào mà chưa tham gia khai thác cái đồng này thì các bạn có thể tham gia khai thác ngay từ bây giờ. Thì cái thông tin chính thức mà mình chia sẻ đến cho các bạn ở cái video này đó là chúng tôi vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả người dân Mandarin trên toàn thế giới, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn 2 triệu và còn tiếp tục tăng. Wow, mục tiêu của chúng tôi là đạt 10 triệu thợ mỏ trước khi ra mắt mạng chính vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, và hãy tiến tới Mandarin. Thì ở đây thì dự án có nghĩa là thông báo là sẽ ra mắt cũng là sẽ là mainnet vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024, và như vậy là đã ấn định chính xác cái thời gian mainnet cái và ra mắt cái dự án này. Như vậy là cái cơ hội chúng ta lụm tiền là sắp chuẩn bị nhận cái quả lớn từ cái dự án này. Trước đó thì là đã làm các cái dự án Omega Network Core, và vừa rồi thì các bạn cũng biết là cái dự án Aave World cũng đã rất thành công và giá cũng đã rất là cao, và trong cái thời gian tới cũng như là sang năm thì sẽ còn rất là nhiều các cái dự án tiếp theo sẽ rất là thành công, trong đó thì có cái dự án Mandarin và IC Network rồi Sidobank, và rất là nhiều các cái dự án tiếp theo nữa sẽ rất là thành công. Và ở đây thì việc của chúng ta chỉ việc chăm chỉ khai thác mỗi một ngày thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều các cái thành công cũng như là cái thành quả lớn từ các cái việc mà khai thác các cái đồng coin ở cái trên cái thị trường crypto này. Và ở bên dưới này thì có một số các cái câu hỏi của người dùng ấy, thì các bạn cũng nên tìm hiểu một chút. Tôi đã cố gắng đăng ký từ lâu nhưng không thể đăng ký được vì ứng dụng liên tục báo rằng mã mời tôi đang sử dụng là sai, và ngay cả mã đó đúng, tôi có thể lấy cái khác không? Mã mời hoặc có thể là giải pháp cho vấn đề tôi đang gặp phải. Thì ở đây dự án cũng đã trả lời câu hỏi của bạn này, đảm bảo bạn có một phiên bản mới nhất ứng dụng, tức là các bạn cần phải có một cái phiên bản ứng dụng mới nhất nhé, thì chúng ta sẽ khắc phục được cái lỗi đó. Có sự thay đổi nào về việc tung ra Mandarin không? Đầu tiên thì người ta nói là ngày mùng 1 tháng 2 và bây giờ lại là ngày mùng 1 tháng 3, và tiếp theo tất cả chúng ta sẽ nghe nói là tháng 9 hoặc tháng 12. Chuyện gì đang thực sự diễn ra ở đây? Thì ở đây thì dự án cũng trả lời nhé. Đây, mình sẽ dịch cái phần này. Ở đây nó không dịch cho chúng ta. Đây, ngày ra mắt ví là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, và ngày bắt đầu KYC là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, và ngày ra mắt Mainnet là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Và đây là cái câu trả lời mà rất nhiều người tham gia vào dự án khai thác cái đồng MLD này rất là quan tâm đến cái thông tin này. Và các bạn nhớ cái những cái mốc như thế này, và dự án đã ấn định rất rõ luôn cho chúng ta. Thì đây là một cái tin cực kỳ là vui khi mà tham gia vào khai thác cái đồng của Mandarin của dự án này. Ở đây người ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều các cái trả lời các cái câu hỏi ở đây, thì các bạn có thể là nắm bắt được cái thông tin này, và đây là một cái tin cực kỳ là vui nha các bạn nhé. Đó, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn những cái thông tin như vậy để cho các bạn biết được, và chúng ta tiếp tục khai thác và
tiếp tục đào cái đồng MLD của cái dự án này. Trước đây thì mình cũng đã có một cái video chia sẻ cho các bạn là tạo ví, nhưng mà sau đó thì dự án đã tắt cái chứng ứng ứng dụng tạo ví đó rồi. Thì trước đó thì ở trên cái trang web chính thức của mandorini.com ấy, họ cũng có một cái phần để cho chúng ta tạo cái ví, nhưng mà sau đó thì dự án đã tắt, thì có thể là cái ứng dụng đó nó chưa được cập nhật đầy đủ, chưa họ chưa công bố. Đây, cái trang web chính thức của Mandorini thì ở trên này thì cũng có rất là nhiều các cái thông tin, thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu. Những cái bạn nào mà đã xem cái video trước đó thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cái cách để tạo ví, và sau đó thì dự án đã tắt cái phần ví đó. Thì cái phần ví đó thì nó ở ngay cái phần ba gạch này, khi các bạn kích vào thì nó sẽ có cái phần tạo ví ở đây, nhưng mà bây giờ thì nó đã tắt cái phần tạo ví rồi. Thì có thể là trong cái thời gian tới, như cái theo cái thông báo là mùng 1 tháng 2 năm 2024 ấy, thì dự án sẽ mở lại cho chúng ta cái tạo ví để mà chúng ta tạo ví, và sau đó thì chúng ta sẽ nhận cái đồng MLD từ về cái ví đó. Đây, thì cái đồng MLD này nhé, là gì? Mando. Mando là lệ phí vận, và các Mando tệ, phí vận là tiền tệ chính thức của Mandarini thông, và nó là một chỉnh của ERC20, tức là cái đồng MLD này sẽ là ở chạy trên cái mạng Ethereum các bạn nhé, ERC20, và thông báo được cung cấp bởi trước tiểu mạng và tiếp tục đọc dưới đây để có được giáo dục chi tiết về thông tin về Mandarini. Và tiểu mạng này, các phí vận được cung cấp bởi các tiểu mạng nó được thiết kế và tùy chỉnh bởi trước ERC20 công nghệ ban đầu. Phí vận được cung cấp bởi các Mandarini tìm mạng, nhưng do một số kinh doanh và kinh tế cơ cấu ở trong Mandarini nên thông chúng tôi đã quyết định chạy phí vận trước tiểu mạng, và cho bây giờ các Mandarini tìm mạng sẽ được đưa ra ở trong tương lai. Đó, và đây là dưới này là có cái lộ trình nhé, thì họ cung cấp cho chúng ta cái phần mà lộ trình này, tổng cung và đặc điểm kỹ thuật này. Tổng cung của Mandarini là tổng là cung là 3 tỷ rưỡi các bạn nhé, 3 tỷ rưỡi cái đồng MND, và nó được cố định và không được đúc, và các phí vận là tùy chỉnh. Những đốt năng như vậy thì làm cho nó cháy lên, và có một số cần phải ghi thừa phí vận ở trong trường hợp của một tràn. Cái này nó dịch Google dịch nó không được chuẩn các bạn nhé, mình đọc nó rất là khó. Tên này, Mando này, mã biểu tượng là phí vận này, cái này là dịch do cái phần dịch tiếng Việt này nó không chuẩn các bạn nhé, mình tắt cái phần dịch đi này. Đó, đây, tên dự án là Mando này, tên token là MLD nhé, và chạy ở trên mạng ERC20 Ethereum nhé, và cái mã số là 18 này, tổng cung là 2 tỷ rưỡi này. Pixel ở đây là dự án sẽ là bán trước là 20%. Đó, trên đây là toàn bộ các cái thông tin mà mình chia sẻ thêm để cho các bạn nắm được về thông tin về cái dự án này. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn những thông tin mới liên quan đến dự án Mandarini đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.